Dạ. 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 Theo sự quay hết rồi. Hết luôn. Dịch quay. Cơm nhiều rồi. Cơm nhiều. Ăn trước rồi. Ăn bô. Ăn bô. Chị thích cơm Dương Châu chứ. Em ơi, ở đây chị chỉ cơm Dương Châu chứ cơm bé thì ăn cái. Cô Hai gọi đi nha. Cháu bồ câu. Cái này là cái gì? Lẩu gà nấu chanh. Cái này là cái gì? Vịt đúng không? Xiêm đồng hồ. Ngon á không? Ghi cà ri hả? Nướng kìa. Ốc bu là ngon nè. Này cá lóc chân không? Ô, có món gà độc nè. Gà nổn với mọi người. Ngon ha. Gà nướng nè, gà nổ với hột nè. Đẹp á. Mấy này rất lâu. Wow, vịt quay kìa. Vịt quay nhìn heo sữa quay hấp dẫn. Heo sữa quay hết rồi. Nguyên mâm kìa. Heo tộc nè. Đó. Phải không? Cái này nè. Heo tộc. Cái này. Cái này là tôm. Món này món gì lạ vậy? Cái giò giò heo. À giò heo nướng giò cầy. Cái này cũng vậy luôn hả? Bông hồ. Món hấp dẫn á. Cơm cháy gà nè. Gà tê bó xôi. Bánh hỏi quay. Gọi cuốn. Ô có cái món này cũng hay nè. Hai vị. Hai vị đó. Okay. Đi. Ồ, oh, cái món này cũng độc á. Nguyên mâm luôn nè. Này chơi kiểu giả cầy á. Đồng hồ, để coi cái này là cái gì. Một nguyên con luôn chị. Dịch với lại gì? Không lấy món này hả? Sôi chiên mà lấy lớn hay nhỏ chị? Lớn đi. Mẹ chị có gọi cái cơm chiên á. Cơm chiên Dương Châu. Quay đó. Quá chừng. Cho bé này nó ăn. Cho hai chai bia ướp lạnh luôn em. Cái bia rồi. Không phải không. Cái này Vinh Bê. Vinh Bê bà lại đang của anh Quân à. Chính là Bê. Một việc là. Để phần ở đây nè. Thành Bê nè. Bê. Bê này mình có làm tái lượng lắm. Con đi lên tái đây. Đây chỉ có khoảng 3 ký à. Chắc. Cho đẹp đẹp chứ. Nè. Cơm gì vậy? Cơm chiên Dương Châu. Phải không? Biết đúng hơn nữa. Nó có cái gì hôm nay? Sữa. Ok, làm được. Quay sát vô để thấy cái nồi em. Ăn nó đói dữ lắm rồi. Bố mẹ mày ăn thôi. Heo học quay giò. Nó là món học quay giò. Có gì ta? Được mấy lát heo? Nhiều mà. Xả.
rau rồi. Thử đi, thử đi. Bỏ ớt vô nữa. Cắm. Ok. Bò. Bò hả? Heo. Ăn mà không biết thịt gì hả? Cá chép chiên giòn đúng không? Quấn dần cuốn thử coi. Cá tây tượng à, cá tây tượng. Nguyên một mâm rau, bún, củ chua. Mấy người đưa chén thì yên ái cho một con đem qua cho anh. Để nhân dùm cho anh. Uống một cuốn đặc biệt nha. Chấm với nước mắm này nha. Không, nó mặn rồi. Có tập không? Có tập không? Rồi cho mấy cái tập đi. Nè, chấm nước mắm. Đi chèn. Chấm nước mắm. Không. Có hàng ốc không? Ốc bu ngon nè, nướng tiêu nè, nó có tiêu xanh luôn thấy chưa, nước mắm nè, nóng luôn á. Giờ rau lên đây đi. Nói gì đây? Đậu hũ bắp cải đồ xào ngon không? Bới lên luôn. Thơm quá ha. Rồi Yến ơi. Nó ở đây nó chào chào món vịt đó. Đừng có kêu. Rau không có nấm. Có nấm á, nó mới đậm. Nấm kim chi á, không có nấm kim chi mà có nấm bồng ơi. Tôm cô. Cảm ơn miếng chào là thấy chưa? Nó hơi sâu trong chưa? Đúng rồi. Rồi, đó. Bỏ ra dĩa cái cát đi. Không bỏ. Nó mang rau đâu. Nó mang rau. Trời ơi, tốt kìa. Đây. Cái dao này chặt vịt ngon nè. Chặt vịt như là chặt thủ cái vỏ vậy, cái gì, cái này là vịt hấp hả? Vịt hấp gần. Hấp hành. Ok, hấp hành. Bới bới lên thử coi nó có trứng không? Ừ, đi thử. Chỉ hai cái với vợ đi view cái cầm một cái. Kiếm view. Xong thằng con rồi, mở nó tốt thầy view. Đầu tư chứ bộ. Ủa cái này giống gì ta? Oh, hả, nó hồng hồng không? Ok, ngon ha. Đây, thơm quá trời luôn.
đen đó, cậu nói gì vậy? Cái miếng này nó mỏng hơn. Cứ để với anh đi. Làm nhiều nó nhỏ không tí. Rồi chấm vô cái dao thử coi không hả? Chấm miếng hành vô nữa. Mấy em nhỏ không ăn đi. Tại vì có mấy chụp hình, mấy quay phim nó phong cách. Đúng rồi, nó phong cách rồi. Ăn thử. Ôi, dừa. Đó, đồ ăn rồi. Wow, quay quá. Đừng gửi cho mọi người nha. Ồ, quá giờ nhiều luôn kìa. Vậy là sai rồi. Nếu mà nước với khoai môn cái này chắc nguyên con khác rồi đó. Ăn cơm mày nhiều chứ hả? Đúng không? Hồi nãy nó còn xương không, giờ thịt không vậy? Ok ok. Anh thấy thịt không, anh bất ngờ, hơi bị bất ngờ. Nè còn lông luôn kìa, thấy chưa? Chóc lên đi, chóc lên. Cái con này với cái con nướng là đúng luôn á. Cái món kia là con. Ủa cái này nó có gì ta? Khoai phải không? Cái tình hình nó lỡ trên đầu thôi. Lóc xương để bỏ vô nấu nè. Mày lóc xương từ cái này bỏ vô nè. Đó, cái này là đúng là hip hop rồi đó. Phải lông chứ cậu dịch. Nhìn cái chấm luôn nè. Ok, quá bự luôn á. Chấm là thiệt ngon. Rồi, chấm cái gì ra? Mở ra rồi đi. Lấy cái, để con lấy cái giá, để con giới hết. Mấy cái bé giới hết. Bột bột. Cái đầu này mới no. Cái này ăn mì. Kêu cô tí vậy, chế tiếp. Vậy con. Thank you.